Hi, xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn thông qua kênh YouTube này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thăm một địa điểm mới, đó chính là chùa Minh Hương. Đây là một ngôi chùa của người Hoa. Chùa nằm trên đường Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Như các bạn biết, đây là một ngôi chùa của người Hoa, cho nên đối tượng, nhân vật mà người ta tôn thờ chính trong ngôi chùa này đó chính là Quan Vũ. Quan Vũ còn có một cái tên gọi khác nữa là Quan Công hay là Quan Thánh Đế Quân. Đây là một vị tướng dưới đời của Lưu Bị. Các bạn cũng biết rằng nhân vật này đã được tiểu thuyết hóa trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bên trong nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố, di tích kiến trúc nghệ thuật Hội quán Phước An, số 184 đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 5, 2009, ký thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Như các bạn đã thấy, ngôi chùa này đã được xếp hạng di tích cấp thành phố. Di tích về kiến trúc nghệ thuật. Thank you.
Một nét đặc trưng nữa ở các ngôi chùa của người Hoa là người ta sử dụng các khoanh nhang cuộn. Các bạn nhìn thấy các khoanh nhang này đã được đốt, và phía trên đầu mỗi khoanh nhang như vậy người ta ghi những điều nguyện ước, những điều người ta muốn đạt được, và người ta cầu xin ân trên. Người ta ghi vào trong đó và treo lên các khoanh nhang. Các khoanh nhang sẽ được cháy dần. Đây các bạn nhìn thấy. Như các bạn đang nhìn thấy, ngôi chùa này cũng có những bao lam rất là đẹp, điêu khắc rất là tinh xảo. Các bạn đang nhìn thấy các bao lam được điêu khắc rất là tinh xảo bằng gỗ nha các bạn. Các bạn nhìn thấy nhân vật được tôn thờ chính trong ngôi chùa này, đó chính là Quang Vũ, còn gọi là Quang Công hay là Quang Thánh Đế Quân, là một tướng dưới thời Lưu Bị. Nhân vật này đã được tiểu thuyết hóa trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đây, hình ảnh đặc trưng là Quang Công với gương mặt, khuôn mặt đỏ, râu dài và mặc áo gấm màu xanh.
Vậy là các bạn đã cùng mình đi giáp một vòng trong chùa. Như các bạn nhìn thấy đây, phía trước sân chùa rất là hẹp và tiếp giáp với mặt đường Hồng Bàng. Đường thì lúc nào cũng xe cộ tấp nập cho nên rất là ồn. Mình nói các bạn nghe có thể là không được rõ lắm. Và khi mình vào bên trong chùa thì bên trong người ta giữ im lặng, cho nên là mình cũng nhập gia tùy tục. Vậy là hôm nay mình đã đi thăm một ngôi chùa của người Hoa. Mình hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán, tâm linh của người Hoa một chút xíu nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn thấy được một chút thú vị thông qua việc xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy có được một chút thú vị thông qua việc xem video của mình thì hãy vui lòng bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo video mới nhất từ mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.